Kính chào quý vị đến với chương trình Thế giới 24/7. Thưa quý vị, vụ rò rỉ loạt tài liệu quân sự của Mỹ đang khiến các quan chức tại Washington và nhiều nước khác trên thế giới lo ngại. Đây được xem là vụ rò rỉ tình báo nghiêm trọng nhất kể từ sau vụ WikiLeaks năm 2010. Giới quan sát nhận định nhiều thông tin đã cung cấp cái nhìn rõ nét của các quan chức Mỹ về cuộc xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, chúng cũng cho thấy quy mô hoạt động tình báo của Washington đối với cả đối thủ lẫn đồng minh trên thế giới. Giới chức Mỹ không chính thức thừa nhận các tài liệu bị rò rỉ có chính xác hay không, nhưng đang ráo riết giải quyết hậu quả mà vụ việc để lại. Trong thế giới mạng, khó có thể xóa bỏ hết được mọi dấu vết. Giới chức Mỹ đã không mất quá nhiều thời gian để xác định và bắt giữ nghi phạm đứng sau vụ rò rỉ tài liệu tình báo. Người này là Jack Douglas Teixeira, 21 tuổi, thuộc lực lượng không quân vệ binh quốc gia bang Massachusetts. Hiện vẫn chưa rõ động cơ, nhưng nghi phạm đã bị truy tố với cáo buộc lưu giữ và phát tán trái phép thông tin mật về quốc phòng và có thể đối mặt án phạt lên đến 15 năm tù. Việc giao phó thông tin mật cho binh lính trẻ tuổi không phải là điều mới mẻ trong quân đội Mỹ, và họ có nhiều quy trình để kiểm tra thông tin được sử dụng như thế nào. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ có quá nhiều người có thể truy cập thông tin mật vào bất kỳ lúc nào, và chuyện này có thể xảy ra mà không ai hay biết. Trường hợp cụ thể chính là Teixeira. Người này đã đăng tải các tài liệu nhạy cảm trong nhiều tháng trước khi chính phủ Mỹ nhận thức được. Teixeira không có nhiều kinh nghiệm trong quân đội, nhưng với tư cách là một chuyên gia công nghệ, anh ta được quyền tiếp cận thông tin tình báo quân sự thông qua mạng máy tính của Bộ Quốc phòng. Vụ rò rỉ được cho là bắt đầu từ mạng xã hội dành cho game thủ mang tên Discord, nơi Teixeira đã hoạt động trong nhiều năm. Các tài liệu mật sau đó lan truyền ra những nền tảng khác như Twitter và Telegram. Chúng chủ yếu đề cập tình hình chiến sự Nga-Ukraine, nhưng cũng nhắc đến các vấn đề khác liên quan tới Israel và Trung Quốc. Tài liệu rò rỉ được chia sẻ dưới dạng ảnh chụp. Các bản biểu, bản đồ, sơ đồ trong các bức ảnh đều có vết gấp. Phần lớn tài liệu được đóng dấu mật, một số thuộc diện tuyệt mật. Một số còn được đánh dấu not found, nghĩa là không công bố cho nước ngoài. Số khác thuộc diện có thể chia sẻ với các đồng minh của Mỹ. Vấn đề bảo mật thông tin là yếu tố then chốt đối với sự phát triển năng lực quốc gia và xây dựng lòng tin đối với các đồng minh và đối tác. Tôi cho rằng đây là một vụ việc nghiêm trọng, nhưng cũng hoan nghênh nỗ lực giải quyết vấn đề từ phía Mỹ. Một số chuyên gia lo ngại rằng vụ việc mới nhất có thể ảnh hưởng đến khả năng hoạt động của cộng đồng tình báo Mỹ. Vụ rò rỉ này khác biệt so với những sự cố trước đó vì bao gồm các tài liệu hoàn chỉnh được nhiều cơ quan tổng hợp. Các đối thủ của Mỹ có thể phát hiện cách cộng đồng tình báo Mỹ do thám họ như thế nào và cắt đứt đường dây thu thập thông tin. Bên cung cấp thông tin cho phía Mỹ cũng sẽ đặt ra câu hỏi liệu họ có nên hợp tác nữa không khi mà thông tin không được giữ bí mật. Bộ Tư pháp Mỹ vẫn đang tiến hành điều tra, còn Bộ Quốc phòng thì đánh giá mức độ thiệt hại đối với an ninh quốc gia, đồng thời rà soát lại quy trình phân phối tài liệu nhạy cảm. Trong khi đó, các quan chức ngoại giao Mỹ thì tìm cách trấn an các đồng minh và đối tác. Vụ rò rỉ tài liệu quân sự hầu hết có nội dung liên quan đến cuộc xung đột Ukraine xảy ra vào thời điểm nhạy cảm khi Kiev đang chuẩn bị cho một chiến dịch phản công chống lại các lực lượng Nga. Không chỉ đề cập đến điểm yếu trong hệ thống phòng không và vũ khí của Ukraine, giới chức Mỹ cũng không tỏ ra lạc quan mấy về kế hoạch phản công sắp tới của quân đội Ukraine. Cách đây 2 tháng, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã cảnh báo tốc độ tiêu thụ đạn của Ukraine cao hơn nhiều so với khả năng cung cấp của phương Tây, gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ với Kiev khi chiến sự kéo dài. Tuy nhiên, chỉ đến khi loạt tài liệu tình báo Mỹ bị rò rỉ trên mạng, thì những lỗ hổng trong năng lực phòng thủ của Ukraine mà ông Stoltenberg đề cập đến mới được thể hiện một cách chi tiết. Chính quyền Tổng thống Joe Biden cam kết viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ tiếp tục cho đến khi Nga rút quân hoặc đàm phán hòa bình diễn ra. Lầu Năm Góc thì tuyên bố họ vẫn đáp ứng được những điều cần thiết cho Kiev. Nhưng các đánh giá trong tài liệu rò rỉ lại vẽ ra một bức tranh ảm đạm về khả năng bảo vệ bầu trời của Ukraine, với kết luận các hệ thống phòng không do phương Tây gửi đến có số lượng hạn chế, đôi khi không phù hợp và không thể bắt kịp Nga về số lượng. Theo tài liệu tình báo bị rò rỉ, Hội đồng Tham mưu Liên quân Mỹ hồi cuối tháng 2 đánh giá khả năng cung cấp đạn phòng không tầm trung để giúp Ukraine bảo vệ tiền tuyến sẽ giảm mạnh từ tháng 5. Nếu lưới phòng không của Ukraine suy yếu, họ sẽ không thể ngăn chặn Nga chiếm hoàn toàn ưu thế trên không. Với đánh giá này, quân đội Mỹ dự báo Ukraine chỉ có thể chống đỡ thêm 2-3 cuộc tập kích lớn nữa từ tên lửa và máy bay không người lái của Nga. Loạt thông tin đó là thật giả lẫn lộn.
Tôi cho rằng ai đó đã cố ý làm như vậy, và đây là một chiến dịch thông tin đánh vào tâm lý. Tuy vậy, một số lãnh đạo quân đội và chính trị ở Kiev lại tỏ ra giận dữ vì vụ rò rỉ đã làm sụp đổ nỗ lực của họ trong việc che giấu các lỗ hổng về tình trạng thiếu đạn dược và dữ liệu chiến trường. Hãng tin CNN dẫn một nguồn tin thân cận cho biết Ukraine thậm chí đã thay đổi một phần trong kế hoạch phản công sắp diễn ra do vụ rò rỉ. Theo các chuyên gia, tác động không chỉ dừng lại ở đó. Hầu hết thông tin tình báo được thu thập từ các nguồn mở như blogger quân sự, Nga có thể phát hiện ai là người thu thập thông tin và bằng cách nào. Nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng của Mỹ trong việc hỗ trợ Ukraine về mặt tình báo, điều mà Kiev đã được hưởng lợi kể từ khi chiến sự nổ ra. Vụ rò rỉ đã giáng một đòn vào tình báo Mỹ. Chính quyền Tổng thống Joe Biden trong những ngày qua đang phải vất vả xử lý những tác động của vụ việc. Dù các đồng minh của Mỹ biết về hoạt động thu thập tình báo của Washington tại các quốc gia này, nhưng một số nhà ngoại giao cho biết việc thông tin nhạy cảm được công bố rộng rãi là đáng lo ngại và sẽ gây tổn hại đến uy tín của nước Mỹ. Chương trình Thế giới 24/7 xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.